xin kính chào quý khán giả cùng quý nhà nông thân mến. Thưa bà con, tiếp nối câu chuyện canh tác rau muống kỳ trước với nội dung làm đất và chăm sóc rau muống non. Đến nay các clip rau của bà con mình cũng đã được 10 ngày tuổi. Đây là một cột mốc quan trọng để tác động các giải pháp về năng suất. Ngay sau đây, xin mời bà con cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện của anh Thanh và xem những bước đầu tư trên clip rau từ 10 ngày đến thu hoạch là như thế nào nhé. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Món rau muống tuy mộc mạc nhưng lại được nhớ đến nhiều nhất mỗi khi đi xa. Những đứa con xa quê lâu ngày không có dịp về, chỉ có thể chạy ra chợ mua những bó rau muống về làm canh để tìm về hương vị quê nhà. Vô tình rau muống trở thành một thứ cao cả, mỹ miều khó tả. Những bó rau muống ấy trước khi đi vào bữa ăn hàng ngày đã trải qua rất nhiều thao tác trên đồng. Câu chuyện về quy trình canh tác rau muống được anh Thanh chia thành từng giai đoạn chăm sóc: 5 ngày, 10 ngày và 15 ngày. Khâu chăm sóc giai đoạn 5 ngày đã được chia sẻ ở video kỳ trước. Đến nay nhà vườn đã có những rẫy rau khỏe. Và ở 10 ngày tuổi chính là cột mốc quan trọng quyết định năng suất. Sau đây là những thao tác cần thực hiện được anh Thanh chia sẻ. Thì mình cũng nếu 10 ngày thì mình cũng thêm một cử phân. Thêm một cử phân nữa. Rồi cái ở trên mình tiếp tục mình phun xịt nó, vừa cộng thuốc dưỡng với thuốc sâu gầy, mình dập cử đầu cho nó đặng mà đựng cho sâu gầy trong đó. Với hai nữa mình cộng một thêm một dòng thuốc cho kéo lóng lên, đặng cho nó có cái thình hành của nó, đặng sau này cái cây rau mình nó đẹp hơn, nó có lóng rau đẹp hơn. Thao tác phân phướng dinh dưỡng cho rẫy rau 10 ngày cũng giống như đợt trước, chỉ có cơ cấu phun xịt bên trên sẽ thay đổi một chút. Bên cạnh thuốc trừ bệnh, anh Thanh sẽ còn chế phẩm trừ sâu rầy. Một thao tác quyết định năng suất cần được tiến hành đó là việc bổ sung chất điều hòa sinh trưởng kéo lóng rau muống. Nhu cầu của thị trường hiện nay ưa chuộng những cọng rau muống lóng gần gốc phải dài. Anh Thanh cho biết, lúc 10 ngày là thời điểm cây vương lóng nên thích hợp nhất để tác động giải pháp. Nếu để trễ hơn thì việc tác động sẽ không ý nghĩa, ngược lại còn làm phần đọt rau yếu ớt. Bạn hàng không thích sẽ hạ giá mua. Kéo lóng xong thì tiến hành che lưới. Thao tác này là bắt buộc đối với những vườn rau trồng trên nền đất chay bởi thời gian thu hoạch thường trên 20 ngày. Khi đó cọng rau đã khá dài. Riêng đối với các vùng trồng đất xới, nhổ nguyên gốc thì không cần thiết phải che lưới. Lưới được chọn là loại thường được làm dàn leo cho bầu mướp. Anh Thanh chia sẻ, lúc này rau nhỏ nên thao tác căng lưới cũng dễ, không bị vướng. Như cái phần mà che lưới á, thì nếu độ theo thời gian mình che lưới thì khoảng từ 10 ngày tới 15 ngày mình căng lưới. Căng lưới này á, là nó có tác dụng là đỡ cái tốn công, như là lúc mà mưa bão á, nó không có ngã sập. Nó cây rau nó vẫn ngay chứ không công đó. Nếu mà công thì khi mình làm thì cái thời gian mình làm thì khó khăn. Kính thưa quý nhà nông, kính thưa quý khán giả thân mến, thì ở giai đoạn 10 ngày này thì cơ bản nó cũng giống như cái giai đoạn 5 ngày với bà con, có nghĩa là trong cái vàng tưới của chúng ta vẫn là Overin Tây Ban Nha, ở dưới mặt đất thì mình cũng nhá xương cái ure hết bà con. Nhưng mà cái công thức phun xịt bên trên, ngoài cái canxi, ngoài cái chế phẩm để mình trừ nấm, thì bà con mình sẽ thêm vô cái ga ba sữa bà con. Tại sao? Tại vì ở giai đoạn 10 ngày này thì cái lóng ở bên dưới đó bà con, nó sẽ là giai đoạn để nó vuông dài và chúng ta đưa cái thành phần ga ba sữa vô. Nó chứa hai cái nhóm chất điều hòa sinh trưởng thì nó sẽ giúp cho cái lóng nó phát triển được một cách tốt đẹp nhất các bà con ha. Và đây là một cái khâu rất là quan trọng để chúng ta chiều lòng những cái người thương lái cũng như người tiêu dùng. Thì bà con mình biết đó, mình đi mua rau muống cũng vậy. Mình thấy cái phần ở dưới nó ngắn quá, dĩ nhiên mình không chịu bà con. Tại vì mình phải cắt bỏ đi nhiều các bà con ha. Do đó bà con mình nhớ là mình đưa cái ga ba sữa vào cái giai đoạn này để bà con mình phun xịt bên trên, bên cạnh những cái nhóm trừ nấm và những cái nhóm dinh dưỡng quen thuộc. Như vậy là xong. Và lưu ý trong quá trình canh tác từ giai đoạn 10 ngày trở về sau thì bà con mình có thể có thao tác là mình che cái lưới, mà cái lưới để mình làm vàng bầu khổ qua đó bà con. Và nó sẽ có một cái tác dụng là nó sẽ cố định cái rẫy rau của chúng ta trước những cái điều kiện bất lợi, và nó giúp cho cái cây mình ở cái thế rất là vững, và lỡ có mưa gió gì nó cũng sẽ thuận lợi cho cái việc thu hoạch cái rau muống ở cái khoảng thời gian về sau. Và chúng ta sẽ còn một cái lần tác động ở cái giai đoạn 15 ngày nữa, thì Hoàng Vũ xin mời bà con sẽ trở lại phần tư vấn của các nhà nông kinh nghiệm. Canh tác rau muống trên clip cố định với tần suất liên tục nên áp lực bệnh hại cũng thường rất cao, nhất là trong giai đoạn mưa dầm thiếu nắng. Với tâm thế phòng bệnh hơn chữa bệnh,
Trong các cử phun, anh Thanh luôn chọn chế phẩm an toàn để bảo vệ rẫy đào nhà mình. Downyrus và khuẩn ABN là hai chế phẩm được nhiều nhà vườn tin tưởng trong các cử phun cho rau, từ họ cả ớt đến các loại rau ăn lá như cải, diếp cá, đặc biệt là rau muống. Do chiết xuất sinh học nên rất an toàn cho người tiêu dùng. Khâu dinh dưỡng bên trên cố định vẫn là canxi hữu cơ Tây Ban Nha, giúp cây rau cứng cáp và xanh khỏe. Càng về sau, việc giúp cho rau cứng cáp càng tỏ ra quan trọng. Thao tác này sẽ giúp tăng phẩm chất và tăng thời gian bảo quản sau thu hoạch. Do đó, trong công thức bón phân, anh Thanh sẽ thay thế ure bằng các dạng phân hỗn hợp chứa kali để bổ trợ. Là cứ như mình là cứ 15 ngày này cứ chót đi. Mình sử dụng là 20-15, để cho nó có chất kali, để cho nó cứng cây. Cho nó cứng cây là không bị đổ ngã. Ha, mình sử dụng bằng ure như ban đầu nữa thì cây nó vừa giọt mà lại vừa mềm cây thì nó dễ đổ ngã hơn mà nó dễ sanh bệnh hơn. Bà con thân mến, thì bây giờ chúng ta đang đến với một cái rẫy rau ở giai đoạn 15 ngày bà con. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái thao tác đầu tư lần cuối. Thì nó cũng cơ bản đó bà con. Ở trên cái tưới tự động thì nó vẫn là Overin Tây Ban Nha quen thuộc. Và đặc biệt là cái khâu rải phân bên dưới bà con. Hai cử đầu mình xài ure, nhưng mà ở cái giai đoạn cuối này bà con mình phải xài cái phân 3 số nha. Ví dụ như mình xài 3 số 16, 3 số 20 hoặc là cái 20-20-15 cũng được bà con. Tại vì ở giai đoạn này thì cái phần lóng ở dưới nó đã được kiến thiết thành công. Và ở bên trên bắt đầu nó sẽ là giai đoạn này nó phát triển. Và mình đưa vô cái đạm quá nhiều thì ở trên nó mềm lắm, nó dễ bị rụt. Thì bà con mình phải đổi qua phân 3 số hoặc là cái 20-20-15 hết bà con ha. Vâng, và ở cái công thức phun xịt bên trên thì nó vẫn là cái thuốc trừ nấm nè. Rồi cái nutri hạt tiêu của Tây Ban Nha cũng như là cái Uni KK, cái dòng canxi hữu cơ của Tây Ban Nha đó bà con. Vâng, bà con mình thấy là nãy giờ đi suốt cái quy trình của chúng ta thì đều là những cái dòng hữu cơ sinh học. Ví dụ như bà con mình thấy là nutri thì là nó là nhựa sống cây trồng để cho những cái rẫy rau do thời gian sinh trưởng nó ngắn thì nó sẽ dễ hấp thu hơn. Cũng như cái canxi hữu cơ thì bà con mình thấy đối với tất cả các nhà vườn trồng rau muống thì đều phải có ứng dụng cái canxi để cho cây nó cứng chắc các bà con ha. Nhưng mà tại sao mình lại phải chọn dạng hữu cơ giúp cho cây chúng ta hấp thu tốt? Mình chọn cái dòng vô cơ thì có khi mình phun nó phản ứng với CO2 thì cái cây mình hấp thu không hết các bà con. Và đặc biệt trong cái chế phẩm Unicaca nó còn có thêm cái enzyme Chicodacma và nó có cái tác dụng giống như mà một loại vaccine nữa bà con. Do đó bà con mình thấy là mình tìm trên cái rẫy rau này, mặc dù là cái rẫy gọi là trồng liên tục đó bà con, nhưng mà rất là hiếm có những cái triệu chứng vàng lá cũng như cái bệnh gỉ trắng đó bà con ha. Vâng, và đó là những gì mà trong chương trình ngày hôm nay đã chuyển tải đến bà con, và chắc chắn là chúng ta đã hình dung được cơ bản một quy trình trồng rau muống. Sau lần đầu tư ở 15 ngày tuổi, chúng tôi hỏi anh Thanh sẽ còn thao tác gì thêm không. Anh nói giờ rảnh đi nhậu, chờ vài bữa cắt rau chứ không phun, không bón gì thêm nữa. Như vậy, những thao tác chăm sóc rau muống sẽ kết thúc ở giai đoạn này. Khoảng ngày còn lại, nhà nông để rau tự lớn, chờ giá đẹp là cắt bán cho thương lái. Khoảng ngày này cũng có ý nghĩa như khoảng thời gian cách ly trước thu hoạch, để những cọng rau đến với người tiêu dùng là rau sạch, rau ngon. Khâu chăm sóc ngoài đồng là vậy, nhưng thu hoạch là đến lượt các chị em ra tay à nghen. Sau khi cắt xong, các chị tiến hành lặt bỏ các lá vàng, lá sâu ở phần gốc để đưa ra những cọng rau tươi ngon, đẹp mắt đến người dùng. Trong quá trình đó phải tưới nước liên tục để rau được tươi mới. Đây, nếu mà từ 15 ngày ở đây á, là tôi sử dụng thuốc là hết rồi. Bây giờ là đây là chỉ chờ ngày tới ngày thu hoạch thôi, chứ không còn tưới hay là dục phân gì nữa. Nếu mà để thời gian dài là như là cho nó cái ba cái thuốc trong cái cây á, cho nó hết chất thuốc, đặng rồi mình đem ra thị trường cho cái người mà tiêu dùng á, nó an toàn hơn. Với 4 công đất, trung bình 25 ngày, anh Thanh thu hoạch khoảng 8 tấn rau. Mỗi ngày chỉ cần thu hoạch một luống theo kiểu cuốn chiếu. Như vậy là ngày nào cũng có rau cung cấp cho thương lái. Với giá bán 10.000 một ký hiện tại, anh Thanh chia sẻ là cũng có tiền dàn túi cho bà xã lo toan việc trong nhà. Hy vọng quy trình canh tác rau muống với sự chia sẻ nhiệt tình của anh Thanh sẽ giúp cho quý nhà nông có nhiều hơn những giải pháp cho vườn rau nhà mình để đưa ra những bó rau muống tươi ngon cho thị trường. Xin chúc anh Thanh và những nhà nông canh tác rau màu được nhiều thuận lợi và giá cả ổn định nhé. Bà con thân mến, qua đoạn phóng sự ngày hôm nay với sự tư vấn nhiệt tình của quý nhà vườn cũng như là các cán bộ kỹ thuật thì Tú Liêm hy vọng là sẽ giúp cho quý nhà nông của chúng ta có nhiều kinh nghiệm hơn trong canh tác rau muống. Và cuối lời thì Tú Liêm xin chúc cho quý nhà nông có nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui trong canh tác để luôn luôn tạo ra những bó rau muống tươi ngon và an toàn cho người tiêu dùng.
Xin chào và hẹn gặp lại.